thường nói tiếng Được ba chén rồi của mình á. Chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay Ken có một chiếc xe cần cẩu mới. Chạy rất nhanh nha. Đấy, Ken có chiếc xe cần cẩu đó. Xe bóng bay. Rồi, cho các bạn xem là cái xe này nó chạy như nào nào Ken nào. Này nó nâng lên nâng xuống này. Hay không, có đèn chiếu rồi này. Đấy, có đèn chiếu luôn. Đẹp không? Bánh xe nó giống như xe tăng á. Để nó ủi đất á, để nó san bằng mặt phẳng. Đèn sáng rồi. Đâu đèn đâu? Đèn sáng. À đèn sáng. Đây đèn sáng này. Đèn là bánh xe đấy. Bánh xe có đèn luôn. Con thích không? Con thích. Thích cái nào nhất? Con nào nhất? Con mà tầm hả bời. Hả mày hả? Dạ. Xe gì đấy? Xe màu gì đấy? Màu đu hào. Màu gì đấy? Màu gì đấy? Màu đu hào. Ồ, màu đu hào. Đâu, thế Ken mở cái cánh cửa xe đỏ ra thế nào? Mở ra thế nào? Con nào cho các bạn có đèn sáng đi cho các bạn xem đi. Rồi Ken thử mở cửa ra rồi. Đó. Xe này có cái đèn đấy không? Đấy, em có mở cửa được không? Mở cánh cửa được không? Mở cánh cửa. Mở xe. Mở hai bên luôn. Cái đèn kia kìa. Ấy, cái xe này của bạn Ken là có đèn nhá. Con mở được cả cánh cửa ra luôn này. Con mở cho các bạn xem đi. Mở hai bên luôn. Mở mạnh nha. Ôi, đèn không? Xe đua đấy. Đây là chiếc xe đua màu đỏ. Mở ra. Ok, rồi cho chạy đi. Bye. Cho xe chạy đi cho các bạn nhìn nè. Rồi, cho xe chạy nén này. À, có đèn nhạc luôn. Úi dồi, đóng rồi. Hôm nay bạn Ken là có một chiếc xe đua mới này. Mẹ ơi, xe máy xúc. Mẹ ơi, xe máy xúc. À, máy xúc hả? Xe máy xúc và xe đua. Xe đua. À, một chiếc xe cần cẩu này. Mẹ ơi, xe Ken có hai chiếc xe mới đây các bạn ạ. Xe tải. Xe tải đấy. Đây, chiếc xe này là chiếc xe máy xúc. Chiếc xe cần cẩu. À, cẩu này. Xúc cát xúc đất này đấy, tự động luôn, có nhạc luôn này. Còn đây là chiếc xe đua màu đỏ rất là đẹp đấy, có nhạc có đèn luôn. Cái này có đèn, cái này luôn. Ken thích cái nào? Ken thích xe này. À, Ken thích xe đua đấy hả?
Xe tôi mẹ mua cho kê đó. À hình như còn cái chiếc xe màu dưa hấu cũng giống cái này luôn kìa. Mẹ ơi, xe tôi hát cục kê màu màu gì? À, phải xe xe. Đây này, chiếc xe dưa hấu này giống chiếc xe đạo đua của Ken nào, nhưng mà nó nhỏ hơn này. Mẹ ơi, xe mà tao cục kê. Đây. Kèm được một chiếc xe này nữa cho các bạn xem này. Chiếc xe này cũng nhỏ xíu mà cũng có cái cánh cửa luôn này. Đấy, chiếc xe màu nâu. Thấy không? Ba cái giống nhau không? À, hai anh em sinh đôi ấy. Hai anh em sinh đôi ấy. Hai anh em xe ô tô đấy, thích không? À, ba anh em luôn này. Anh này lớn hơn này. Anh này anh lớn này. Anh này anh giống con này. Còn đây là em này, em bé hơn này. Em bé hơn. Ừ. Cái này gì? Ừ. Thế màu này màu gì? Màu này màu nâu. Màu nâu. Không phải màu nâu. Màu nâu đâu mà màu nâu. Không phải màu nâu lắm. Thế màu này màu gì? Màu này màu màu đỏ. Ừ. Thế màu này màu gì? Màu này là màu 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 dưa hấu. Màu dưa hấu. Màu này màu gì đấy? Màu gì đấy? Màu này màu gì? Màu nâu. No, màu này cơ mà. Màu này màu gì đây? Màu này màu vàng, màu cam. À, màu da cam. Màu da cam bên cái bánh xe này. Ừ, màu cam đấy các bạn ạ. Thế màu này màu gì kia nhỉ? Đây, màu này màu gì đây? Màu này màu nâu. À, màu này màu nâu á, màu này màu đen. Màu này màu đen. Còn cái màu này màu gì? Màu này màu vàng cỏ cam. À màu vàng đấy, không phải màu quả cam đâu, màu vàng. Màu cam à? Đây, màu cam đây nè. Nó sẽ màu cam vào, màu đua hấu. Ôi trời ơi, loạn màu rồi, mệt quá à ơi. Màu gì đấy? Màu gì đấy? Màu vàng, đua. À đây này, cái xe cần cẩu này, cho các bạn xem một tí nha. Ngãn vào. Đây, thấy không, bánh xe này. Ôi nó có cả người ngồi trong này này, lái này, thấy không, phần cẩu này. Tôi có lái xe cần cẩu này. Ừ, cần cẩu đấy này, ở dưới bánh xe này còn có nhạc nha, bật nhạc lên cho bạn xem nha. Ừ, thấy không, tôi tàu quá bất gì. Tôi tàu quá bất gì. À bắt đi nha. Ken đau đầu, Ken bảo tắt đi. Tắt đi nhá. Đấy, cho các bạn xem một tí thôi, chứ Ken đang đau đầu lắm, Ken bảo tắt đi. Ok. Đây, trả Ken này. Trả Ken. Phi Pha Say Xích Xí phần Năng Đen. Đến 1 3 1, 2 9. Hôm nay Ken ốm hả? Ken uống chi tô. Uống chi vô ha hả? Uống chi tô. Uống thứ hai đấy. Thế vì sao con lại ốm ấy nhở? Con uống chi tô. Uống chi vô à? Uống chi tô. Hết ốm chưa? Bé này. Ken sợ chán là còn nóng không? Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi hả? Đâu em bé đâu? Đây. À còn anh đâu? Anh lớn đâu? Đây. À anh đi lớn quá ha. Anh này anh lớn. Này. Anh là anh lớn nhất đúng không? Đây cho anh xếp vào đây. Cầm xe lớn, cầm xe này. Ba, bốn anh em. Two. Anh. One. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Tiếp. Tiếp tiếp. Là gì nữa? Đi. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Nine. Nine. Rồi gì nữa? Four. Five. Six. Seven. Seven. Nine. Eight. Ten. Yeah. Mẹ ơi, con mẹ con ốm. Con ốm hả? Con uống. Uống chuối tớ đau cổ. À chữa cho đỡ đau cổ hả? Mẹ ơi lấy con ngắn. Bây giờ con đếm lại đi xem là chúng mình có những cái xe nào rồi này, và chúng mình xem màu gì nhá.
Đây, thế Ken ơi, màu này màu gì đấy? Màu này màu 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 nước biển. Màu nước biển là có phải không các bạn nhỉ? Đây là màu xanh lá cây mà. Màu xanh lá cây đúng. Màu xanh lá cây gì? Rồi, thế các bạn biết đây là màu gì không? Màu này màu nước biển. Đây màu xanh. Đây là màu gì các bạn nhỉ? Màu này màu màu đỏ. À, màu đỏ, bạn Ken đúng rồi. Đây, thế màu này màu gì đây? Màu 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 trắng. Đây mà, màu gì nhỉ? Màu màu trắng. Màu nâu. Màu nâu. Đây là màu nâu. Màu nâu hả? Thế còn đây các bạn biết màu gì không? Màu tỏ nước biển rất cay. Màu gì đây các bạn? Màu rất cay cay rốt. Màu đỏ. Màu đỏ. Đúng không? Màu đu hà. Đúng rồi. Còn đây là màu gì đây? Các bạn ơi, màu gì đây? Màu nước biển, màu rất cay. Màu gì các bạn nhỉ? Màu rất cay. Màu này là màu cam. Màu này màu cam. Đúng rồi. Còn màu này màu gì đây? Màu này nặng lắm. Nặng lắm hả? Màu này màu gì? Nặng lắm. Thế các bạn có biết màu gì không? Được đâu. Màu đấy là màu gì Ken nhỉ? Màu này màu vàng. À, màu vàng. Xe cần cẩu màu vàng. Hoan hô, bạn Ken đã nói đúng gần hết rồi. Rồi, thế chúng mình tạm biệt các bạn đi. Tạm biệt các bạn. Khoe với các bạn ô tô mới thôi. Bây giờ chúng mình đi ăn sáng đây. Tạm biệt các bạn nhé. Tạm biệt các bạn nha.